Thưa quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam tuần qua, chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu một số tình khúc tiêu biểu sáng tác trong giai đoạn từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960 của các nhạc sĩ ở miền Trung. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với nhạc sĩ Hoàng Nguyên, con người tài hoa bạc phận và bạc mệnh. Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc, sinh năm 1922 tại Quảng Trị. Cho tới nay, chúng ta cũng không biết rõ ngày ấy Hoàng Nguyên thực sự đi theo kháng chiến, hay ông chỉ sống ở vùng do Việt Minh kiểm soát với tư cách một chứng nhân. Chỉ biết một điều, sáng tác đầu tay của ông, bản Anh Đi Mai Về, với nội dung vừa hào hùng vừa bi thảm, đã được xem là một trong những ca khúc hay nhất của thời kháng chiến. Ông viết, nếu hiểu rằng anh đi vì lũ giặc tham tàn, thì em ơi, em chớ sầu thương chi. Theo lời tường thuật của một tác giả trong tập san Kỳ Yếu Quảng Trị xuất bản năm 2000 tại Hoa Kỳ, thì vào năm 1952, khi trở lại vùng quốc gia kiểm soát, Hoàng Nguyên đã bị bắt giam trong một thời gian ngắn. Năm 1954, năm mà Hoàng Nguyên thi đậu bằng tú tài toàn phần, đã có hai sự kiện quan trọng ảnh hưởng sâu đậm tới cuộc đời của ông sau này. Sự kiện thứ nhất là việc ký kết Hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, dẫn đưa tới việc một số người đi theo kháng chiến đã bỏ lại cha mẹ, vợ con, người yêu để tập kết ra Bắc, đi không hẹn ngày về. Xưa nay, biết bao người chinh phu đã ra đi và để lại những cô phụ. Cô phụ trong Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, trong Trường Ca Hòn Vọng Phu của Lê Thương, hay trong ca khúc của Hoàng Nguyên, thì cũng đều là những chinh phụ. Không gian, thời gian và lý tưởng có thể khác nhau, nhưng chia ly, đợi mong và tuyệt vọng nào cũng chỉ là một. Hôm nào chúng mình ngồi với giả vừa thưởng thức ca khúc Bao Giờ Anh Trở Lại của Hoàng Nguyên. Có giai thoại nói rằng Hoàng Nguyên sáng tác bản này trong một lần ghé thăm người vợ trẻ của người bạn thân đã ra đi tập kết.
Nếu chúng ta chú ý kỹ tới lời hát, thì sẽ thấy Hoàng Nguyên đã sử dụng những chữ lạc bước đi qua cầu để diễn tả hành động của kẻ ra đi. Và em chờ anh tìm về lối cũ, có em còn đây bên sông này, để nói về tâm trạng của người ở lại. Như vậy, nội dung ca khúc này nếu không có lợi thì cũng chẳng hại gì cho chính nghĩa quốc gia. Thế nhưng, bao giờ anh trở lại cùng với sáng tác kế tiếp là lời người ở lại của Hoàng Nguyên đã gặp những khó khăn trong nhiều năm trời. Thậm chí có người còn đổi tựa bản bao giờ anh trở lại thành bây giờ mình cách xa để mong xóa mờ gốc tích. Nguyên nhân cũng chỉ vì những hoạt động chính trị của Hoàng Nguyên. Chúng tôi muốn nói tới sự kiện quan trọng thứ hai xảy ra trong năm 1954. Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, một nhóm trí thức thiên tả ở Huế đã thành lập phong trào hòa bình, hô hào thống nhất đất nước, Nam Bắc sống chung một nhà. Hoàng Nguyên lúc đó đang ở Huế cũng gia nhập và còn sáng tác một ca khúc để hát trong buổi ra mắt của phong trào. Vì thế, Hoàng Nguyên cùng với nhiều thành viên khác trong phong trào đã bị chính quyền đệ nhất Cộng Hòa bắt giam một thời gian. Sau khi được trả tự do, Hoàng Nguyên quyết định bỏ Huế ra đi, bỏ lại dòng hương giang êm đềm thơ mộng, bỏ lại những tà áo tím tha thướt nghìn thu. Một chiều lang thang bên dòng hương giang, tôi gặp một tà áo tím nhẹ thấm thoáng trong nắng mưa. Màu áo tím sao liên thương, màu áo tím sao vẫn vương. Rồi lòng bâng khuâng người áo tím qua cầu và áo tím.
để rồi chiều chiều lê chân bên dòng hương giang, mong tìm lại ta áo ấy mà áo tím nay thấy đâu, người áo tím nay thấy đâu, dòng nước vẫn trôi cuốn mau. Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhân, người áo tím qua cầu và áo tím phai màu, để dòng hương giang hờ hững cũng thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tà Áo Tím, vốn được xem là tình khúc đúng nghĩa đầu tiên của Hoàng Nguyên. Một vài người thân quen với Hoàng Nguyên kể lại rằng, cuộc đời hoạt động chính trị của Hoàng Nguyên vốn đã lắm rắc rối, vậy mà cuộc đời tình ái của chàng nhạc sĩ còn rắc rối hơn nhiều. Họ nói, mỗi ca khúc của Hoàng Nguyên là một thiên tình sử. Chắc có thể đây chỉ là những thêu dệt cho cuộc đời của Hoàng Nguyên thêm phần kỳ bí. Tuy nhiên, có một điều ai cũng phải nhìn nhận, đó là con người Hoàng Nguyên rất lãng mạn. Ông yêu cả nét đẹp của người trần lẫn vẻ đẹp của thiên nhiên. Và hai cái đẹp ấy đã hội tụ nơi Đà Lạt, thành phố mà Hoàng Nguyên sau khi rời Huế đã nhận làm quê hương thứ hai. Đà Lạt, thành phố êm đềm và thơ mộng trên cao, với những người con gái má đỏ môi hồng như màu hoa anh đào nở thắm. Trong làng tân nhạc Việt Nam, đã có không ít nhạc sĩ viết về Đà Lạt và để lại cho đời nhiều ca khúc giá trị. Nhưng có lẽ không ai yêu thành phố ấy cho bằng Hoàng Nguyên. Tác phẩm của ông tổng cộng chưa đủ để đếm trên 10 đầu ngón tay. Thế mà đã có tới 2 ca khúc viết về Đà Lạt, Ai Lên Xứ Hoa Đào và Bài Thơ Hoa Đào. Chúng ta không biết ngày ấy Hoàng Nguyên đã trải qua bao nhiêu mối tình ở Đà Lạt, hoặc chẳng có mối tình nào trước khi lập gia đình. Nhưng có điều là nghe 2 ca khúc ông viết về Đà Lạt, ai cũng muốn tới thăm Đà Lạt và yêu nhau ở Đà Lạt. Chiều rơi nghe hơi giá len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi thông reo bên suối vắng, lời dịu dặt như tiếng tơ, xuân đi trong mắt biết lòng dạt dào nên ý thơ. Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa. Hoa bay đến bên người ngại ngần rồi hóa theo chân ai. Đường chân nhìn hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa, lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương, lạc dần vào quên lãng rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Lắng hồn thơ dừng.
bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào thôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má. Thế nhưng, dù sống ở Đà Lạt đẹp và thơ, dù đã trở thành một nhà giáo dạy Việt văn nổi tiếng nhất nhì thành phố, cái hạn của Hoàng Nguyên vẫn chưa hết. Số mệnh đã bắt chàng phải vương vòng lao lý đủ 3 lần. Số là vào năm 1956, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ ra Đà Lạt tổ chức một đại nhạc hội với sự cộng tác của Hoàng Nguyên. Trong đêm trình diễn, một bàn tay bí mật nào đó đã giải truyền đơn chống chính phủ phía trước rạp hát. Thế là xảy ra một cuộc ruồng bố bắt bớ những trí thức có chân trong các đảng phái như Đại Việt hoặc trước kia từng tham gia kháng chiến. Khi xét nhà Hoàng Nguyên, người ta đã tìm thấy một số bản nhạc tiền chiến, trong đó có cả bản Tiến Quân Ca của Văn Cao, tức bản Quốc Ca của Cộng sản Bắc Việt. Vậy là đã quá đủ bằng chứng để đưa Hoàng Nguyên vào tù. Mà lần này là bị đày ra Côn Đảo, ngày ấy còn là nơi quản thúc các nhà chính trị đối lập, chứ chưa trở thành trại tù phiến cộng như sau này. Thời gian Hoàng Nguyên sống ở Côn Đảo chỉ hơn 1 năm, nhưng cũng đã đủ để chàng chiếm được trái tim cô con gái của vị giám đốc trại tù. Dĩ nhiên, mối tình không đoạn kết ấy đã chấm dứt trong chua xót đắng cay. Hoàng Nguyên được trả tự do vào năm 1958. Ông trở lại Đà Lạt, tiếp tục dạy học, kết hôn với con gái của một gia đình khá giả, chủ nhân một rạp hát tại thành phố, và cũng là người thường tham gia sinh hoạt văn nghệ. Từ giai đoạn này, có thể nói Hoàng Nguyên đã tìm được một sự an bình tương đối, ngoài cuộc sống thực cũng như trong tâm hồn. Giữa thập niên 1960, khi cuộc chiến tranh quốc cộng đã tới giai đoạn khốc liệt, Hoàng Nguyên, tức nhà giáo Cao Cự Phúc, bị động viên và theo học khóa sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức. Sau khi tốt nghiệp, ông được thuyên chuyển về ngành quân cụ, một ngành không chiến đấu. Phục vụ tại Sài Gòn, Hoàng Nguyên đã có cơ hội đóng góp hết khả năng vào sinh hoạt âm nhạc tại thủ đô miền Nam qua việc tham gia ban tiếng thời gian trên đài phát thanh và ban hương thời gian trên đài truyền hình Sài Gòn. Trưởng ban hương thời gian chính là nhạc sĩ Anh Việt, tức đại tá Trần Văn Trọng, cục trưởng cục quân cụ kiêm hội trưởng hội văn nghệ sĩ quân đội. Cho nên việc Hoàng Nguyên trở thành cánh tay mặt của ông cũng là điều dễ hiểu. Ngoài nhiệm vụ phụ tá chương trình, Hoàng Nguyên còn đảm trách phần hòa âm cho ban nhạc. Một ban nhạc có tầm cỡ đại hòa tấu, gồm trên dưới 30 nhạc cụ, trong đó có 8 vĩ cầm và 2 đại vĩ cầm. Nhưng tài hoa bạc mệnh. Giữa tháng 8 năm 1973, trong một chuyến đi công tác, Hoàng Nguyên, tức đại úy quân cụ Cao Cự Phúc, đã tử nạn giao thông trên đường Sài Gòn - Vũng Tàu. Khi ấy, ông mới 41 tuổi. Những ai có dịp đọc bài viết Tiếng hát những ngày chưa chiến tranh của Hoàng Nguyên, tức là lời tựa trong cuốn nhạc tiền chiến do ông sưu tập, xuất bản năm 1970, mà chúng tôi đã có lần nhắc tới trong chương trình này, rồi nghe ca khúc Đường nào lên thiên thai, ắt phải nhận ra một điều. Cuộc đời Hoàng Nguyên được nối kết bởi những nuối tiếc và ước mơ. Nuối tiếc và thuở thanh bình, với những tình cảm nhẹ nhàng lâng lâng, dù vẫn có buồn, có vui, có giận hờn tủi nhục, nhưng tất cả đều như nổi chơi vơi trên một êm xuôi thư thái. Còn ước mơ là mơ ước tìm đường lên thiên thai, nơi hoa xuân không hề tàn, nơi bướm xuân không hề nhạt, nơi tình xuân không úa màu. Và đường lên thiên thai ấy nào có xa vời, cách trở. Bởi như ông đã viết, ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, đưa hồn anh lạc vào tận tim ai. Hãy
cầm tay anh em hỏi đường nào lên thiên thai, đường nào lên thiên thai, đường nào lên. Nơi bướm xuân không hề nhạt, nơi tình xuân không úa màu bao giờ. Ngày xưa sau lâu nguyện gặp đường lên thiên thai, nhà vàng ai mê say, diều đào ai ngây ngây, suối ngọc reo dưới bước chân đi, tiếng nhà tiên quyên liên si, ôi làm sao là vào nào biết đường lên thiên thai khi trời đất còn vương thương đau, khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu. Anh nào biết đường lên thiên thai khi lòng còn như băng buốt giá. Anh nào biết đường lên thiên thai khi trời đất còn vương thương đau, khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu. Anh nào biết đường lên thiên thai khi lòng còn như băng buốt giá và tình còn e ấp, nói không thành lời. Nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp, lòng chợt vui như say. Kìa đường lên thiên thai, kìa đường lên. Lâm tiếng thơ say đưa hồn anh là vào tờ.